Sau một tuần nữa thì bóng rổ TV in Japan đã quay trở lại. Cảm ơn những thông tin đầy thú vị và bổ ích mà chuyên mục Hashtag vừa đem lại cho chúng ta về Drill League. Và ngay sau đây sẽ là phần quan trọng nhất của chương trình. Chúng ta hãy cùng đến và làm quen với khách mời của chương trình ngày hôm nay. Và hãy cùng tôi xem cô ấy là ai. Hey Sơn. Hey. Khỏe không? Xin chào Ngọc. Xin chào khán giả của bóng rổ TV in Japan. Mình là Lan Ngọc, biên tập viên và MC của VTV4. Và đây là một người bạn rất là thân thiết với mình khi mà mình ở bên Nhật. Lâu lắm mới được gặp Sơn. Lâu lắm mới gặp Lan Ngọc và ngày hôm nay thì mình rất là vui khi mà được mời Lan Ngọc đến với chương trình bóng rổ TV in Japan để có thể trải nghiệm những điều thú vị xoay quanh bộ môn bóng rổ. Mình rất hào hứng. Thế trước đây là bạn đã từng trải nghiệm bộ môn bóng rổ này chưa? Thực ra thì khi mà mình có thời gian học tập tại trường quốc tế Osaka thì mình cũng đã được các thầy cô thể dục dạy cho mình một chút kỹ năng về bóng rổ, nhưng mà lúc đấy thì chỉ là một chút thôi. Mình đã có tiếp xúc một chút. Thế nhưng mà hôm nay thì mình biết chắc chắn rằng sẽ có một người hướng dẫn mình rất là tỉ mỉ, đấy chính là Sơn. Biên tập viên xinh đẹp Lan Ngọc của chúng ta đã từng có cơ hội được phỏng vấn cựu cầu thủ VBA Stephen Nguyễn Tân Tú. Cầu thủ này đã chỉ cho Lan Ngọc một số động tác cơ bản như ném rổ trong bóng rổ, và rõ ràng là Lan Ngọc đã có một chút lợi thế trong cuộc đại chiến ngày hôm nay tại bóng rổ TV Japan. Ngọc này, bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm những cái trò chơi, những cái thử thách của chương trình bóng rổ TV Japan ngày hôm nay chưa? Đương nhiên, mình đã sẵn sàng. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên. Yo. Chúng ta sẽ tạm thời bye bye cái trái bóng này đi. Đây sẽ mới là trái bóng mà chúng ta sẽ sử dụng trong thử thách số 1 này. Chúng ta sẽ có 9 mục tiêu, kia là 9 cái cốc. Tôi và Lan Ngọc sẽ phải cùng nhau ném trái bóng vào 9 cái cốc đó. Và trong 9 cái cốc đó, mỗi cái cốc là một yêu cầu khác nhau. Và khi nào mà người chơi nào ném trái bóng vào cốc thì sẽ phải làm theo đúng yêu cầu đó của ban tổ chức. Tôi đã sẵn sàng. Ok, let's go. Nhìn thế mà cũng không phải là dễ đâu nhá. Lần thứ nhất rồi. 1, 2, 3. Yeah. Wow. Hai cái luôn thì làm sao không? Hai cái như thế này thì Lan Ngọc sẽ phải chọn một trong hai cốc để có thể thực hiện điều đó. Nào bây giờ mới là phần cam go này. Chúng ta sẽ cùng xem là Lan Ngọc sẽ chọn cái cốc nào. Ok, chọn cốc này đi. Bắt đối phương diễn lại điệu nhảy đau tay trong MV Hãy Trao Cho Anh của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Ok, một hạ. Ok, chưa kịp đếm nhịp mà đã nhảy luôn rồi. Đúng là tinh thần quẩy không ở đâu bằng bóng rổ TV in Japan cả. À, chưa rồi. Vậy là tôi đã ném một cú ném thành công. Tự phạt thực hiện động tác múa ba lê và giữ và trong 30 giây. Start. Ui, nhưng mà lâu rồi mà như thế nào đây? Không đứng một chân như này cũng mệt phết. Như thế nào đây? À, mình còn nhớ như thế nào đây? Ba lê nào? Như thế nào không đây? Không có cụ. Mình còn nhớ là múa ba lê là người ta có cái điệu thiên nga nhảy đúng không? Đây đúng không? Ôi dồi ôi, cái điệu này khó quá, không có khả năng xoay 26 rồi. 27, 28, 29, 30. Rồi. Bắt đối phương hát bài Bà ơi bà và múa cùng lúc. Chúc mừng Sơn. Wow, ngày hôm nay có vẻ như là biên tập viên của bóng rổ TV in the Fan có vẻ ghét tôi phải, hoặc là quá yêu thích những bộ môn nghệ thuật như kiểu nhảy hay là múa, hay là bây giờ đến lượt cả hát đấy các bạn ạ. Bà ơi bà cho yêu bà lắm, tóc bà trắng, bà trắng như mây. Bà đây là bà nhé, đây là bà. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn nắm tay, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà Lan Ngọc vui. Cảm ơn cháu Sơn bé. Không ai ném này rồi, bây giờ phải ném nhà ai. Và với việc mà Lan Ngọc đã chiến thắng trong thử thách đầu tiên này thì rõ ràng là sự quyết tâm của tôi sẽ được đặt hết vào game thứ hai cũng như game thứ ba của chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là thử thách tiếp theo của bóng rổ TV in Japan.
Và đây sẽ là thử thách thứ hai của chương trình Bóng Rổ TV In The Paint ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có một dãy ghế ở đây và người tham gia sẽ phải nhảy lần lượt qua ghế số 1, ghế số 2 và ghế số 3 nữa. Nhưng trước khi mà có thể tiến hành cú ném rổ thì các bạn ạ, chúng tôi sẽ phải đi xung quanh trái bóng 3 vòng. Wow. Và mình phải nói đây là một việc khá là chóng mặt và dĩ nhiên nó sẽ khó hơn rất nhiều so với việc ném bóng bình thường. Rồi, 3 vòng. Ôi mẹ ơi. Kỹ thuật nào, kỹ thuật của Sê Phần Nguyễn Tuấn Tú đâu rồi? Đây là đã vào các bạn ạ. Yeah. Quá là bất ngờ luôn. Tôi cũng không thể nào mà ngờ được đây, là tôi có thể ném được vào các bạn ạ. Đây đúng là hack não và đây đúng là bí kíp của sư phụ Stefan Nguyễn Tuấn Tú này. Không, thực ra thì Stefan chỉ dạy mình đúng một tẹo. Một tẹo thôi, một tẹo thôi, nhưng mà trong khi lúc mà mình phỏng vấn bạn ý. Một, hai, ba. Ok, quay đi. Ok, được rồi, đứng chậm thôi, nhìn ngắm đã. Ok. Hai, ba. Hết rồi, chậm thôi. Vậy là Lan Ngọc đã hoàn thành xuất sắc 3 cú ném của mình trong game 2 của chương trình Bóng Rổ TV The Bên ngày hôm nay. Xem nào. Ôi. Nên trúng vào nó đi. Các bạn thấy không? Mình quá là... Các bạn ạ, đúng là... quyết tâm được trò chơi này. Vâng, đúng là một người chơi bóng rổ, có đam mê với bóng rổ khác. Và như vậy là với việc chiến thắng Lan Ngọc trong game thứ 2 thì tỷ số giữa bọn mình bây giờ đang là một đều. Và Lan Ngọc ạ, đã vẫn còn một game nữa để có thể quyết định xem ai là người chiến thắng của Bóng Rổ TV In The Paint ngày hôm nay. Vậy là sau những thử thách về vận động của chương trình thì ngay sau đây sẽ là một thử thách nó mang phần nhẹ nhàng hơn, mang phần nó chill hơn một chút. Đó chính Tuấn là ơi, việc... từ nãy giờ không có thử thách nào nhẹ nhàng và chill. Đây là một cái lời than phiền đến từ Lan Ngọc này. Nhưng mà tôi phải nói với các bạn biết là trò chơi này chúng tôi chỉ ngồi đây thôi. Bạn ngồi đây thì làm gì? Đây là chill. Chúng tôi sẽ có 10 câu hỏi đến từ chương trình và chúng tôi sẽ phải trả lời một cách nhanh nhất. Ai nếu mà trả lời thắng thì sẽ được quyền, các bạn biết trò này không? Test tay đối phương. Trong trường hợp mà không có một ai trả lời đúng câu hỏi đó thì chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Và lưu ý nhá, chúng ta chỉ có 10 giây để có thể nghe xong câu hỏi và sau đó đưa ra câu trả lời trong thời gian nhanh nhất mà thôi. Và bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Mỗi đội bóng rổ có bao nhiêu người trên sân? A 10 người, B 8 người, C 5 người. 5. Chính xác. Đưa tay đây Sơn. Chuẩn bị chưa? Ok. Tiếp tay. Đấy các bạn à, đúng là đến bạn bè, bạn thân mình đấy còn đánh mình như thế này cơ mà. Cầu thủ nào có nhất đội tuyển bóng đá Việt Nam? A Đặng Văn Lâm, B Bùi Tiến Dũng, C tiền đạo Anh Đức. Ok. Đặng Văn Lâm. Chính xác Đặng Văn Lâm. Đúng, đánh chính xác là Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm cao 1m88. Đúng trong rồi. Trong khi đó tôi nhớ là Bùi Tiến Dũng chỉ cao 1m80 thôi. 80 rồi thôi. Còn tiền đạo Anh Đức của chúng ta cao 1m84. Một ngày nào đó chúng ta đều hy vọng rằng Đặng Văn Lâm sẽ tìm đến bóng rổ như là một bộ môn để tập luyện, kèm thêm với bộ môn của anh là môn bóng đá. Trời. Mình đợi cái này là lắm rồi. Đây. Anh ơi, chết. Hơi này, mẹ. Thương Hoàng tiếc Ngọc quá. Nào, anh nhá. Thôi, chỉ cần như thế thôi. Nhưng mà cũng đau đấy. Đau à? Quốc gia nào có môn bóng rổ rất phổ biến? A Nhật Bản, B Indonesia, C Thái Lan. Nhật Bản, Japan, Nihon. Chỉ cần biết là không thể sai được, không thể sai được. Chết. Nhật Bản có cầu thủ bóng rổ nào nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại? Sơn giơ tay nhưng mình có thể nói được không? Ok, nhường. Tại vì đây cũng là một cầu thủ mình cũng rất là thích. À, cũng thích à? Cũng thích à? Nhường. Đó là Rui. Rui.
Chính xác rồi, Rui Hachimura thì quá nổi tiếng ở Nhật Bản. Đúng rồi. Và này, nếu mà trong thời gian vừa rồi thì ai thắng ấy nhỉ? Tất nhiên là Sơn rồi, vì Sơn ra tay trước mà. Nhưng mà mình chỉ muốn nói là mình cũng biết thôi thử đấy. Các bạn ạ, bởi vì mình giơ tay mình có quyền để trả lời. Nhưng mà câu trả lời mình đã nhường lại cho Lan Ngọc. Thế nên là mình nghĩ trong câu hỏi này chúng ta sẽ là hòa nhau. Wow, okay. Đến với câu hỏi tiếp theo thôi nào. Bóng rổ Nhật Bản có tên là gì? Đó chính là BJ League. Vừa rồi thì Lan Ngọc đã đọc tên của giải bóng rổ Nhật Bản. Đó chính là giải BJ League. Giải BJ League này đã có một lịch sử rất lâu đời từ năm 2003 cho tới bây giờ. Và đó chính là cái nền tảng tạo nên sự phát triển cho bóng rổ Nhật Bản. Và đó cũng là nơi đã phát hiện ra, đó cũng chính là tổ chức đã phát hiện ra Rui Hachimura, ngôi sao sáng nhất của bóng rổ Nhật Bản cho tới hiện tại. Và đây, bây giờ thì mình chính thức đánh ngươi chứ. Đánh cho sướng ấy. Ai là người đã ghi bàn thắng quyết định tại chung kết lượt về AFF Cup 2018 đưa Việt Nam lên ngôi vô địch? Đó chính là anh Đức và người chuyền bóng là Quang Hải. Yeah. Cái này tôi biết rất rõ bởi vì ngày hôm đó tôi đã có mặt tại fan zone của đội tuyển Việt Nam và để thực hiện bài phỏng vấn những cổ động viên đang cổ động, đang tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển Việt Nam tại trận chung kết ngày hôm đó. Và Ngọc ơi, dạ, không thích tay kia nữa. Đây, đây rồi các bạn này, chơi trò này phải đánh ở chỗ này cho nó đau này, chết này. Ê. Diễn viên nào là diễn viên chính của truyền hình Mê Cung đang phát sóng trên VTV3? A. Hồng Đăng, B. Hoàng Thế Linh, C. Mạnh Trường. Đấy chính là Hồng Đăng và Hoàng Thế Linh. Và các bạn biết không, mình có biết một thông tin nữa. Đấy là anh Hồng Đăng cũng chính là một người rất yêu thích bóng rổ. Thực ra thì đây cũng là một điều mình biết. Bởi vì mình có được biết rằng hồi còn học ở trường nghệ thuật thì anh Hồng Đăng đã từng chơi bóng rổ tại tuyển trường. Và có vẻ như là giới nghệ sĩ Việt Nam đang rất là thích, rất là hâm mộ bộ môn bóng rổ. Đất nước nào được mệnh danh là quốc gia có ngôn ngữ quyến rũ nhất thế giới? Câu này chắc chắn là tiếng Ý này. Bởi vì sao? Bởi vì là đó là một thứ tiếng rất là trầm bổng với những âm vực có thể nói là nghe cực kỳ hay, nghe giống như tiếng chim hót ấy. Sơn có biết câu nào tiếng Ý không? Mình biết một câu là chào. Đó chính là câu chào rất là cơ bản trong tiếng Ý. Vì hồi đi du học thì mình đã từng có cơ hội để tiếp xúc với cả những bạn mà đến từ đất nước hình chữ ủng. Và rõ ràng nghe giọng của bạn ấy, các bạn ý thực sự là rất là hay. Và nó quá là đỗi quyến rũ tất cả mọi người xung quanh luôn. Tác giả cuốn sách Tôi Tài Giỏi Và Bạn Cũng Thế. Tôi nhớ rồi, quyển này là quyển của Adam Khu. Và đây là một tác giả người Singapore. Đó là một người rất nổi tiếng tại khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Và chúng ta đều biết là Singapore có một sự phát triển thành công như ngày hôm nay. Đó chính là nhờ việc giáo dục và thế hệ trẻ. Và ngoài việc giáo dục và thế hệ trẻ mà họ còn rất đầu tư vào việc giáo dục về thể chất. Đặc biệt là những bộ môn như bóng rổ đã được đưa vào trường học rất là nhiều. Và chính Adam Khu là một nhân vật đã làm cải cách hệ thống giáo dục tự thân tại Singapore và đem lại những sự thành công đến cho rất nhiều những người trẻ tại đất nước này và cũng như trong toàn thể khu vực Đông Nam Á. Wow, đây là một thông tin rất là hữu ích các bạn ạ. Bóng rổ xuất phát từ quốc gia nào? Mỹ. từ từ, lúc nãy mình còn chưa đánh, chưa phạt. Ok. Bây giờ mình phạt trước xong rồi mình mới chịu phạt cái câu cuối cùng nhé. 1, 2, 3. Đưa đây. 1, 2, 3. Vậy là cùng với việc mà bị Lan Ngọc phạt rất là nhiều, bị đánh rất là nhiều, đỏ hết cả tay lên như này thì các bạn có thể thấy được phần thi này chiến thắng đã thuộc về Lan Ngọc. Yes. Lan Ngọc đã trả lời nhiều hơn, trả lời đúng nhiều hơn mình. Chiến thắng thuộc về Lan Ngọc khi mà bạn ấy đã chiến thắng xong phần thi thứ nhất và phần thi thứ ba vừa rồi. Lan Ngọc này, bạn nghĩ thế nào về việc một ngày được trải nghiệm bộ môn bóng rổ? Thực ra thì lâu lắm rồi mình mới có dịp mà vận động nhiều như thế này. Rất là vui và rất là thú vị bởi vì là lâu lắm rồi mình mới có được một khoảng thời gian vận động nhiều như thế này. Giải tỏa bớt căng thẳng. Mình thích nhất là cái giây phút mà mình ném bóng vào rổ. Mong sau ngày hôm nay thì Lan Ngọc sẽ
ngày càng yêu thích bộ môn bóng rổ ngày hơn. Tất nhiên rồi. Và đâu đấy chúng ta sẽ gặp Lan Ngọc trong vai trò là một người đi tập bóng rổ tập chuyên các bạn ạ, để có thể theo đuổi sức khỏe là một, và nuôi dưỡng một niềm yêu thích, một niềm đam mê với bộ môn thể thao còn đang rất non trẻ tại Việt Nam. Đến với những thử thách của Bóng Rổ TV in Japan, I'm done.